Phần cuối cùng tôi mới trình bày đó là cái dự phòng nhiễm khuẩn trong can thiệp. Thì tỷ lệ nhiễm trùng trong can thiệp thì theo một cái phân tích sổ bộ trong hơn 2.000 trường hợp bệnh nhân tiến hành thông tim thì cái tỷ lệ nhiễm trùng cũng khá là thấp, chiếm khoảng 0,11%. Có những đối tượng bệnh nhân can thiệp mạch vành thì sao? Thì tỷ lệ cao hơn một chút, đó là 0,64%, tuy nhiên tỷ lệ khá là thấp. Thì chúng ta thấy rằng là những cái ở đâu thì nguy cơ nhiễm trùng cao nhất trong khi chúng ta tiến hành thông tim, chúng ta can thiệp, chúng ta đặt stent hoặc đặt stent graft, đặt can thiệp tim bẩm sinh, thì chúng ta thấy rằng là có những cái nguy cơ nhiễm trùng ở các vị trí sau. Vị trí thứ nhất đó là vị trí trong mạch. Và các bạn cần lưu ý rằng khi chúng ta trong mạch thì chúng ta dùng phương pháp Schrödinger, chúng ta đưa cái sheet vào trong đấy và chúng ta rút ra. Nhưng trong quá trình nếu chúng ta lưu sheet lâu dài hoặc chúng ta gây một cái tụ máu hoặc là chúng ta gây một cái fistin thì đấy là cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Nguy cơ thứ hai đó là nhiễm trùng các dụng cụ đóng mạch. Và hiện nay chúng ta dùng dụng cụ đóng mạch khá là nhiều ở những đối tượng bệnh nhân chúng ta dùng stent graft, chúng ta dùng TAVI thay van động mạch chủ, chúng ta dùng Perclose. Và khi chúng tôi can thiệp mạch vành mà dùng cái sheet lớn thì chúng ta dùng angiosin để đóng mạch. Thì đóng mạch nó mang lợi ích là gì? Rút ngắn thời gian nằm viện, giảm bớt các biến cố chảy máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân hồi phục rất là nhanh, nhưng nó cũng có một cái nhược điểm, đó là một cái dị vật đưa vào trong cơ thể. Do vậy nó có là nguy cơ gây nhiễm trùng. Vậy những trường hợp chúng ta dùng dụng cụ đóng mạch thì các bạn nên cho các kháng sinh dự phòng. Còn trong trường hợp nữa là nhiễm trùng stent chúng ta can thiệp, mặc dù tỷ lệ rất hiếm, và theo thống kê gần đây người ta mới ghi nhận được khoảng sấp xỉ hơn 20 ca thôi. Tức là trên chúng ta biết rằng can thiệp trên toàn thế giới một năm đến vài triệu ca mà chúng ta chỉ có khoảng 20 ca thì rất là nhỏ. Và chúng ta ghi nhận rằng những ca nhiễm trùng này thì thường là sau khi can thiệp trong vòng 4 đến 8 tuần người ta thấy là có hiện tượng phình mạch hoặc là hiện tượng giảo phình và có thể có hiện tượng vãng khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn huyết thì người ta mới chẩn đoán là có nhiễm khuẩn stent. Một cái nữa là có thể nhiễm khuẩn những dụng cụ không phải stent, ví dụ như là stent graft này, hoặc là chúng ta cấy máy tạo nhịp, hoặc là dùng chúng ta cấy cái van nhân tạo, ví dụ như dùng TAVI hoặc là mitra clip trong trường hợp hở van hai lá, thì đấy là những cái dụng cụ đó chúng ta cũng có nguy cơ gây nhiễm trùng. Một nguy cơ nhiễm trùng nữa là trường hợp chúng ta dùng các dụng cụ để bít các lỗ thông trong can thiệp tim bẩm sinh, ví dụ trong thông liên thất này, thông liên nhĩ, khỏi đấu động mạch, chúng ta dùng các loại dù khác nhau chúng ta bít lại thì có gây nguy cơ nhiễm trùng. Và cái vấn đề nguy hiểm nhất là trường hợp cái nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì có thể gặp trong trường hợp khi chúng ta đưa vào bất kỳ đường nào có thể tình trạng vãng khuẩn huyết, tình trạng nhiễm khuẩn huyết và có thể gây tình trạng nhiễm khuẩn tại cái vị trí các van tim. Và làm thế nào để phòng ngừa được nguy cơ nhiễm khuẩn trong cath lab cũng như trong quá trình can thiệp? Thì gần đây người ta đưa ra một cái khuyến cáo, đó là chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân thật tốt. Cái bản thân các bác sĩ tiến hành thủ thuật phải có cái sự chuẩn bị rõ ràng và cái lab đấy phải sự chuẩn bị thông thoáng tốt. Thì đối với bệnh nhân như thế nào? Thì người ta khuyến cáo rằng là không nên cắt tóc trừ trường hợp bệnh nhân phải cắt tóc thì phải nên dùng cái tông đơ để đã cắt trụi hẳn, còn nếu trường hợp không cắt tóc thì để nguyên hoặc là lấy cái mũ chụp thôi. Khi bệnh nhân vào can thiệp thì chúng ta thấy hiện nay là nếu đặc biệt là bệnh nhân nữ tóc rất là dài lè xòe ra thì đấy là tóc là cái ổ có thể gây nhiễm khuẩn. Thì khi vào phòng can thiệp thì các bạn cần lưu ý rằng là cho người ta một cái chụp mũ chụp này thì nó đấy là sẽ phòng ngừa hiện tượng nhiễm khuẩn tốt hơn. Và chúng ta sát khuẩn tại cái vị trí chúng ta chọc bằng các dung dịch sát khuẩn, ví dụ như là betadine vân vân. Và sau khi sát khuẩn thì chúng ta trải bằng cái drap, tức là cái khăn để chúng ta tiến hành trong phẫu thuật ấy. Và nên dùng các khăn mà không thấm nước. Các bạn lưu ý rằng trước đây chúng ta hay dùng khăn vải, thì cái khăn vải đấy thì hiện tượng thấm nước thì gây tình trạng nhiễm trùng cao hơn. Và khăn không thấm nước trong phẫu thuật ấy, thì nó hạn chế hiện tượng nhiễm trùng. Và khi chúng ta rút các dụng cụ ra rồi thì nên dùng cái cục và có khử khuẩn rồi ép chặt vào bệnh nhân đấy. Và tránh cắt, tức là cắt đao, tức là mở mạch ở cái hệ thống động mạch cánh tay. Đây là cái vị trí này chúng ta có thể gây nhiễm khuẩn. Thì chúng ta dùng phương pháp Schrödinger thì nó sẽ giảm bớt rất là nhiều, và cái cắt đao là cái hạn chế tối thiểu. Và hiện nay kể thậm chí chúng tôi can thiệp stent graft chẳng hạn, hoặc là dùng TAVI thì chúng tôi rất hạn chế hiện tượng cắt đao. Hiện nay chúng ta có các dụng cụ như là Perclose mở mạch khá là tốt. Vì chúng ta khi chúng ta dùng cắt đao chúng ta mở mạch ra thì cái cửa sổ nó rất là rộng,
mạch máu bị mở rộng hơn, thì khi cái diện tích tiếp xúc càng lớn thì nguy cơ nhiễm trùng càng cao. Và ở những cái vị trí chọc ấy, nếu có nguy cơ thì chúng ta nên dùng các thuốc kháng sinh tại chỗ, thuốc mỡ kháng sinh tại chỗ để phòng ngừa. Còn bản thân bác sĩ can thiệp thì vai trò rất là quan trọng, đó là gì? Chúng ta vệ sinh tay đúng, đầy đủ. Chúng ta rửa tay, chúng ta phải rửa tay đúng nhá. Tức là thường thường ta hướng dẫn bác rửa tay là rửa ít nhất 3 lần này, rửa các đầu ngón tay lan xuống này, dùng các thuốc. Và sau khi rửa tay thì người ta cũng khuyến cáo là dùng các thuốc, dùng các loại cồn sát trùng để nâng cao cái tình trạng kháng khuẩn. Phải sau khi rửa tay rồi và vẫn phải dùng cồn kháng khuẩn nữa. Và một điều rất là lý thú là gì? Người ta nghiên cứu thấy rằng mặt nạ hoặc là các dụng cụ che mặt, mũ thì không có tác dụng phòng ngừa nhiễm khuẩn ở những đối tượng bệnh nhân ở cath lab. Đây là nghiên cứu ta đưa ra rất là rõ thế. Chứ tôi đang nghĩ rằng là mặt nạ và mask có thể phòng ngừa đúng không? Nhưng mà cái đấy chỉ tốt ở trong phòng mổ thôi. Còn nếu trong can thiệp thì người ta không có bằng chứng là có thể làm giảm bớt nguy cơ nhiễm trùng. Và điều rất quan trọng nhất đối với cả bác sĩ đó là rửa tay sạch sẽ. Điều quyết định để phòng ngừa nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Còn đối với cả lab thì sao? Thì người ta cần chú ý rằng là phải giữ cho lab rất là sạch, thông thoáng khí. Và nếu có cái hệ thống thông khí, ví dụ ventilation tạo thông khí, thì phải vệ sinh hàng tháng. Các bạn cần lưu ý rằng nếu cho bạn là nhà quản lý của cái lab đấy thì bắt buộc phải vệ sinh hàng tháng. Tức là chúng ta có cái máy hút bụi này, có điều hòa này, thì yêu cầu phải vệ sinh hàng tháng luôn. Vì đấy, khi chúng ta hút bụi, có rất nhiều bụi, như chúng ta nhìn ngay cái máy hút, cái điều hòa đây đã dính bụi rồi đúng không? Nếu trường hợp ở cái lab thì các bạn phải vệ sinh hàng tháng. Và cái tạo được áp lực âm thì là tốt nhất. Nếu trường hợp không tạo được âm thì chúng ta có cái quạt thông khí, thì ngay cái cửa quạt thông khí đó chúng ta cần vệ sinh. Và chúng ta nhìn, nếu không vệ sinh thì sau một thời gian bụi nó khét vào đấy thì là cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Và trong quá trình làm thủ thuật thì người ta khuyến cáo là rằng phải đóng cửa lại và hạn chế tối thiểu người ra người vào. Và sau mỗi ca can thiệp phải được lau sạch phòng vệ sinh. Và lưu ý là dùng cái vải dùng một lần nhé. Ta chúng ta lau nhà, ta cần thường các bác lao công thường là có xu hướng lười là dùng một khăn này lau cho các phòng khác nhau. Nhưng đối với cả phòng can thiệp thì dùng một khăn duy nhất và dùng một lần chúng ta bỏ đi. Chúng ta giặt, hấp lại sạch sẽ, chúng ta giặt lại. Thì đấy là riêng cái biện pháp đấy chúng ta đã phòng ngừa được nhiễm khuẩn khá là tốt. Thì câu hỏi nữa là chúng ta có dùng kháng sinh dự phòng không? Thì theo khuyến cáo 2017 của Hội Tim Mạch và Trường Môn Tim Mạch Mỹ thì người ta chỉ dùng kháng sinh dự phòng ở những đối tượng những nguy cơ cao thôi. Đó là gì? Những trường hợp bệnh nhân có thay van nhân tạo hoặc bệnh nhân phải cấy ghép các dụng cụ. Ví dụ như là bệnh nhân đặt máy tạo nhịp, bệnh nhân phải dùng stent graft hoặc là những trường hợp phải bít các lỗ thông ở trong tim bẩm sinh chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta nên dùng. Còn trong trường hợp để chúng ta can thiệp mạch vành thì chúng ta có dùng hay không? Thì về thông thường thì không cần phải dùng kháng sinh dự phòng. Nhưng hiện nay vì sao? Chúng tôi vẫn phải sử dụng vì có một số dụng cụ chúng ta phải tái sử dụng lại. Ví dụ như là bóng, như là oai. Thì những dụng cụ tái sử dụng lại thì cái nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, chúng ta cũng phải dùng kháng sinh dự phòng. Còn nếu can thiệp thông thường, ví dụ trùng mạch vành, một dụng cụ hoàn toàn mới, stent hoàn toàn mới, dụng bóng hoàn toàn mới, thì có thể các bạn không cần phải dùng kháng sinh dự phòng. Hoặc trong trường hợp bệnh nhân có tiền sử đã bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thì các bạn cần lưu ý rằng những trường hợp này chúng ta bắt buộc phải dùng. Dù là bệnh nhân có chụp mạch vành một cách đơn thuần thuần, thậm chí bệnh nhân chỉ đi nhổ răng, người ta đã khuyến cáo phải dùng kháng sinh rồi đấy. Hoặc trong trường hợp những bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh có tím mà chưa có được sửa chữa, thì những trường hợp này chúng ta cũng phải dùng. Có những trường hợp mà có các luồng sân, có các van tim, hở van tim vân vân, hoặc là van tim nhân tạo, thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh dự phòng. Ở trường hợp ghép tim thì đương nhiên đấy là cái yêu cầu bắt buộc rồi. Và kháng sinh dự phòng thì dùng như thế nào? Thì khuyến cáo 2017 đưa ra một cách sử dụng khá đơn giản và các bạn không cần phải một cái yêu cầu cao cấp gì cả. Thậm chí chúng ta có thể dùng kháng sinh đường uống, và chúng ta cần lưu ý rằng là cho một liều duy nhất 30, từ 30 đến 60 phút trước khi can thiệp. Khá đơn giản đúng không ạ? Một liều duy nhất, các bạn cần nhớ nhé. Kháng sinh dự phòng chỉ là một liều duy nhất. Và có thể dùng đồ uống, dùng amoxicillin, người lớn 2 gram, còn trẻ em thì 50 gram mỗi gram cân nặng. Còn nếu bệnh nhân không thể uống được thì chúng ta có thể tiêm ampicillin hoặc là cefazolin, tức là cefaloxin thứ nhất thôi. Và tiêm đường tĩnh mạch hoặc đường tĩnh bắp 2 gram hoặc là 1 gram đó cefazolin, một liều duy nhất. Còn nếu bệnh nhân có dị ứng với penicillin hoặc ampicillin thì chúng ta dùng cefalosin, clindamycin hoặc azithromycin, clarithromycin đường uống.
Còn trường hợp bệnh nhân dị ứng với penicillin, ampicillin và không thể uống được thì chúng ta có thể dùng cefazolin tiêm hoặc là cetriazone 1 gram tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch. Đấy, khá đơn giản để chúng ta, hoặc là clindamycin 600 mg tiêm bắp tiêm tĩnh mạch một liều duy nhất. Để tóm lại, chúng ta đưa một cái nhìn tổng quan để phòng ngừa nhiễm khuẩn trong trường hợp chúng ta tiến hành can thiệp, thì chúng ta cần chú ý rằng là nếu tất cả những trường hợp bị nhiễm khuẩn trong vòng 4 tuần sau khi can thiệp, chúng ta cần lưu ý rằng đấy, cái tình trạng nhiễm trùng đấy có thể do chúng ta gây ra. Và sau khi chúng ta trùng mạch vành, chúng ta can thiệp và chúng ta đặt stent graft vân vân, ở bệnh nhân xuất hiện nhiễm trùng trong vòng 4 tuần thì câu hỏi đặt ra là có phải do chúng ta gây nhiễm trùng hay không? Và cần lưu ý rằng những đối tượng bệnh nhân nguy cơ cao để các bạn đề phòng đó gì? Những trường hợp suy tim xung huyết hoặc bệnh nhân lớn tuổi thì các bạn phải có cái tình khử khuẩn tốt hơn và kháng sinh dự phòng tốt hơn những đối tượng này. Và những yếu tố nguy cơ liên quan đến thủ thuật trong quá trình can thiệp có thể làm gia tăng tình trạng nhiễm trùng đó là gì? Những trường hợp chúng ta chọc mạch rất là khó. Tức là bình thường chúng ta chọc một lần là ngay, còn chúng ta chọc đi chọc lại gây hematom các thứ thì đấy là nguy cơ nhiễm trùng tại cái vị trí chọc. Và chúng ta can thiệp nhiều lần, ví dụ cùng vị trí đấy chúng ta can thiệp sau 2 ngày nữa chúng ta lại can thiệp đúng vị trí đấy chẳng hạn, thì đấy là một yếu tố đã làm tăng nguy cơ nhiễm trùng rồi. Và cái thời gian, các bạn lưu ý rằng thời gian lưu xít lâu là yếu tố nguy cơ rất cao nhé. Do vậy nếu trường hợp lưu xít thì chúng ta thường khuyến cáo rằng là sau 3-4 giờ, tức là hết thời gian bán hủy của heparin rồi, thì chúng ta có quyền rút xít. Nếu các bạn lưu ý như thế thì các bạn rút xít sớm, càng sớm càng tốt. Chứ ví dụ can thiệp vào tối hôm trước đến tận sáng hôm sau các bạn rút xít thì cái thời gian lưu xít càng lâu thì cái nguy cơ nhiễm trùng càng lớn. Còn nếu trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng thì liên quan đến cái thủ thuật thì chúng ta cần gì? Phải dùng kháng sinh lâu dài và dùng kháng sinh phổ rộng. Còn nếu trường hợp nó có những biến cố liên quan đến nhiễm trùng, ví dụ nó tạo thành một cái hematom này, tạo thành một cái fistin, một cái giả phình mạch ở cái vị trí chọc là gây nhiễm trùng chẳng hạn, thì chúng ta phải phẫu thuật để giải quyết cái nguyên nhân và từ đó cho kháng sinh mới điều trị được. Và nói chung để tránh phòng ngừa nhiễm trùng thì chúng ta cần một cái tổng thể đó gì, chúng ta phải phân loại bệnh nhân nguy cơ cao và vấn đề vệ sinh tại phòng ốc chúng ta can thiệp, vệ sinh cho bác sĩ, vệ sinh cho bệnh nhân là yếu tố quan trọng nhất. Và cái slide cuối cùng tôi muốn đề cập đó là gì, chúng ta phải đối đầu với mọi thứ, không phải chúng ta như một ta chui đầu xuống một cái bãi cát sa mạc chúng ta sẽ tránh được, mà quan trọng là chúng ta tìm ra giải pháp hợp lý. Xin hết ạ.